안녕하세요. 응? 제가 마음에 들어서 그러는데 핸드폰 전화번호 좀 가르쳐 줄수 있어요? 핸드폰? 핸드폰 전화번호. điện thoại hết tiền rồi. 핸드폰 전화번호요. Không, điện thoại hết tiền rồi. Chỉ vì không biết tiếng Hàn mà các bạn đã đánh mất cơ hội. Nhưng nếu biết tiếng Hàn thì sao? Tiếng Hàn online thầy Béo sẽ giúp các bạn nắm bắt cơ hội. Igor, chế trần hoa bọn hơi ấy ồ. 연락해.